món xíu là mài bọc trứng cút. Xíu mài bọc trứng cút thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cái phần nhân. Nhân của mình là có củ sắn bọt sạch rồi, chúng ta luộc và chúng ta bắt ráo. Các bạn sẽ sắc nhỏ cái phần củ sắn ra. Bây giờ các bạn sẽ bắt đầu ướp gia vị vào thịt. Xíu mại chúng ta sử dụng là 200g thịt nạc vai xay. Củ sắn chúng ta sắc nhuyễn bỏ chung vô. Hành phi các bạn bỏ chung vô luôn. Hành tím băm các bạn sẽ sử dụng khoảng 20g hành tím băm, 20g hành tây băm, mỗi thứ 20g. Sau khi ướp gia vị vào xíu mại, các bạn nhớ là lấy tay nhồi đều, sau đó chúng ta đập. Giai đoạn này rất là quan trọng, các bạn không đập thì nó sẽ không mịn, không dẻo. Cái món xíu mại là cái món mà tôi được nghe trên mạng á, khách tới Ocean ăn á, là khách chê cái món xíu mại của mình hiện nay. Cho nên các bạn nhớ lưu ý là về cái nguyên tắc để cho cái xíu mại nó ngon mà nó mềm là nó nhờ cái củ sắn ở trong đó. Các bạn hết sức lưu ý cái củ sắn và cái hành tây ở trong đó. Củ sắn phải luộc và phải bắt thật ráo và sắc thật nhuyễn. Để khi cho vô, khi người ta ăn, khách ăn, người ta không có cảm giác nó là củ sắn. Người ta vẫn tưởng là thịt thôi, nhưng mà nó sẽ mềm và nó không có bị khô. Sau khi đã vo xong xíu mại, các bạn đặt một cái nồi lên bếp và chúng ta để cái sửng lên, chúng ta sẽ hấp. Thời gian chúng ta hấp chỉ là sôi lên khoảng 5 phút thôi là xíu mại nó chín, rất là nhanh chín. Rồi bây giờ sau khi các bạn đã băm cái cà rồi, chúng ta sẽ làm sốt cà. Sau khi mà các bạn xào cái cà nó nhiều rồi á, thì các bạn sẽ cho thêm nước vào. Cái nước xíu mại này nó hấp cái trong dĩa còn á, mình cho hết luôn vô rồi cho xíu mại vô, mình cho nửa nhỏ để cho cái cà chua nó hấp vô cho cái xíu mại. Các bạn cho thêm nước vào và các bạn thả những cái bột cái chút á, chúng ta cho nêm thêm một chút xíu nước tương. Nước tương này mình thêm 10g bây giờ còn mình cho thêm vào. Cái lệ một con, cuối cùng một con nó phải chuẩn. Các nhóm hôm nay là nó có sự khác biệt với nhau về cái màu sắc là do cái cà, các bạn sử dụng tương cà. Nếu một cái nhóm hôm nay các bạn sử dụng quá nhiều tương cà, cho nên cái màu nó bị đỏ quá. Cái màu như nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 4 là tốt. Các bạn coi ra cái màu của nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 4 là tốt, tức là các bạn sẽ làm chủ yếu là cà chua. Tương cà mình chỉ cho vào khoảng 1 muỗng cà phê để nó tạo nên cái độ sẫm. Nếu cần thì sau mình hỗ trợ thêm cái dầu điều, chứ mình không có mà sử dụng cái tương cà để cho quá nhiều thì nó ăn sẽ đảo quá, thì ăn gì nó còn ngán. Nhóm bốn có một cái điểm lớn đó là các bạn hấp chưa có chín cái phần thịt. Phần thịt chưa chín là các bạn hư luôn rồi đó. Các bạn phải cẩn thận khi mà hấp, tại vì mình hấp có 5 phút rồi, cho nên là cái lửa nó phải bắt đầu tính từ lúc mà nó bắt đầu sôi và các bạn phải đặt phần thịt chín. Và nhóm sáu thì từ cái tuần trước cho đến giờ các bạn vẫn đủ điều kiện là bữa tới nếu mà làm cái món gì có sốt gà thì người ta đổ cái chảo khác, mình làm cái chảo hiện nay đang làm, em kiếm cái chảo lớn cho mình làm. Và thứ hai nữa em làm chủ nhỏ, em luôn có chủ nhỏ, chủ nhỏ thì màu màu không đẹp. Tất cả các nhóm các bạn làm cái từ của cái cục nhân cái từ vừa ăn. Còn hiện nay một số nhóm các bạn sắt nó chưa được chuyển, nó còn lộn xộn, cái củ sắt nó không ngon. Cho nên là thứ nhất khi mà chúng ta bào, chúng ta cắt cái củ sắt chúng ta phải cắt lát mỏng, cắt sợi thì nhuyễn rồi. Và đến khi mà mình xong mình bắt ráo xong mình bỏ vô mình xay cái sinh tố thì mình sẽ nhuyễn. Bình thường nếu mà mình sắt tay thì mình phải cắt nhuyễn ngay từ giai đoạn đầu. Nếu bạn là những cuối cùng xong rồi nó lụt rồi mình phải cắt nhuyễn thì nó không thể nào nó có cái gì cũng được. Để làm sao khi mình nhai cái củ xíu mại các bạn không có cảm giác có củ sắt ở trong đó thì nó mới là đạt yêu cầu. Rồi mời các bạn đem ra ăn về thì các bạn.